Năm 2021, NFT bùng nổ và phát triển mạnh mẽ trên thị trường crypto đã khiến nhiều người tin rằng chúng là một công nghệ hoàn thiện. Tuy nhiên, NFT cũng giống như mọi công nghệ khác, nó cần được cải thiện và nâng cấp lên thành các phiên bản tốt hơn của chính nó để phù hợp hơn với nhu cầu của đại chúng. Chính vì vậy, sau NFT 1.0 thì NFT 2.0 ra đời. Vậy NFT 2.0 là gì? NFT 2.0 mang lại những bước tiến nổi bật như thế nào? Hãy cùng Biết Chút Crypto tìm hiểu thật nhanh trong video này. NFT 2.0 ra đời trong bối cảnh NFT 1.0 đang có những tồn động lớn làm hạn chế khả năng áp dụng rộng rãi công nghệ này vào đời sống thực tế. 1. Không có tính ứng dụng cao. Nói không sai khi cho rằng NFT 1.0 mang nhiều yếu tố đầu cơ, thị trường và cộng đồng đặt ra rất nhiều các câu hỏi về tính ứng dụng thực sự của NFT là gì, nó mang đến lợi ích như thế nào đối với sự phát triển số hóa. Nhưng tất cả những gì NFT 1.0 có thể làm là nằm yên trên blockchain. Người dùng chỉ có thể mua bán, nắm giữ chúng và chờ tăng giá để kiếm lợi nhuận mà thôi. Các sản phẩm tài sản mà NFT đại diện cũng không hề có sự nâng cấp. Điều này sẽ dẫn tới các sản phẩm có khả năng sẽ bị loại bỏ nếu tương lai không còn phù hợp. 2. Vấn đề về quyền sở hữu. Với NFT 1.0, sự ghi nhận tác giả là độc nhất, tức là không hề có sự tồn tại của đồng tác giả hay đồng sở hữu giữa hai hay một nhóm người. Với mỗi tác phẩm, tài sản chỉ có thông tin của một chủ sở hữu tác giả mà thôi. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp một sản phẩm được tạo nên nhờ công sức của nhiều người vẫn có những tác phẩm có đồng tác giả và ghi nhận bản quyền cho nhóm tác giả đó. Ngoài ra, có cả những trường hợp cùng chung vốn để sở hữu một tài sản lớn, ví dụ như cùng sở hữu nhà, công ty. Vậy nên, chỉ có một chủ sở hữu cho một NFT là không hợp lý. Những tồn động này chính là lý do thôi thúc sự ra đời của NFT 2.0. Vậy, NFT 2.0 là gì? NFT 2.0 cũng là token, không thể thay thế đại diện cho một tài sản được mã hóa trên blockchain cũng như NFT 1.0. NFT 2.0 là phiên bản nâng cấp, tối ưu hơn của NFT 1.0 và được xem là bước phát triển tiếp theo trong công nghệ NFT. NFT 2.0 vẫn thừa hưởng những tiện ích của NFT 1.0, ngoài ra còn cung cấp nhiều tính năng, tiện ích khác để tăng tính liên kết của người dùng với NFT của mình. Vậy, một NFT 2.0 cần có những thuộc tính gì? 1. Khả năng mở rộng. Với NFT 2.0, một NFT có thể được liên kết với một NFT khác hoặc bất kỳ tập dữ liệu tùy ý nào. Đặc điểm này nhằm mục đích mở rộng quyền sở hữu, không có giới hạn, nghĩa là có thể có nhiều lớp sở hữu chồng lên nhau tùy theo mong muốn của người tạo ra NFT. 2. Khả năng nâng cấp. Khả năng này cho phép các NFT được sửa đổi trong tương lai bằng cách thêm dữ liệu, cập nhật nội dung mới. Ví dụ, các nghệ sĩ khi muốn nâng cấp tác phẩm nghệ thuật của mình thì sẽ xây dựng thêm các NFT con. Các NFT con này sẽ là những mảnh ghép nâng cấp chứa các nội dung sửa đổi so với tác phẩm gốc. Khi kết hợp giữa NFT gốc và NFT con sẽ tạo ra một phiên bản mới hoàn chỉnh hơn, tối ưu hơn. Nhờ vào đặc điểm này, các nhà đầu tư sưu tầm được khuyến khích lưu giữ tác phẩm lâu hơn bởi các nghệ sĩ sẽ có khả năng nâng cấp tác phẩm của họ thành những phiên bản tốt hơn. 3. Khả năng tùy biến. Khả năng này cho phép các hợp đồng thông minh được liên kết trực tiếp với NFT. Vậy nên, khi các dữ liệu liên quan đến NFT thay đổi, thì hợp đồng thông minh sẽ tự động sửa đổi nội dung NFT và ghi lại quá trình này trên blockchain tương ứng một cách tự động chính xác. Ngoài ra, các dữ liệu liên quan đến NFT có thể tồn tại ở cả trên và ngoài chuỗi khối, còn blockchain vốn dĩ không thể truy cập dữ liệu và tính toán ngoài chuỗi. Lúc này, Oracle, một nguồn cấp dữ liệu sẽ hỗ trợ quy trình này. Oracle cung cấp cho các hợp đồng thông minh những dữ liệu ngoài chuỗi được sử dụng làm đầu vào để kích hoạt cập nhật của NFT. Công nghệ này đóng vai trò là cầu nối giữa các blockchain và thế giới bên ngoài, cho phép xây dựng các quy trình NFT tự động và phi tập trung. Nhờ có các thuộc tính trên mà NFT 2.0 đã có thể mang lại những tính năng vượt trội được kể đến như 1. NFT làm tổ, Nested NFT. Đây là khái niệm về sự lồng ghép NFT, có nghĩa là một NFT có thể sở hữu các NFT khác. Tính năng này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với các nhà sáng tạo. Khi họ có quyền sở hữu của nhiều NFT với các tính năng khác nhau, thì họ sẽ có những NFT độc đáo thú vị và ngày càng đổi mới, mới lạ hơn. Ngoài ra, còn có thể tăng thêm lợi nhuận nhờ việc kiếm tiền từ các NFT gốc và NFT được lồng vào. Ví dụ, đây là một bộ sưu tập chim NFT 2.0 đa phương tiện Canaria của RMRK. Với mỗi một NFT là một chú chim sẽ được trang bị thêm các NFT khác như Mick, Ngọc, bàn làm việc. Những NFT này lần lượt có độ hiếm khác nhau và các tính năng khác nhau, nhưng khi kết hợp lại tạo nên một NFT độc đáo và khác biệt. Điều này khá thú vị phải không? 2. NFT đa phương tiện. Với NFT 1.0, các NFT chỉ có thể tồn tại ở một định dạng. Bất kể NFT đang được xem ở đâu, nó cũng sẽ hiển thị giống nhau đối với tất cả mọi người. Nhưng NFT 2.0 cải tiến hơn, nó cho phép NFT hiển thị ở nhiều dạng khác nhau.
Giả sử bạn mua một cuốn sách NFT, cuốn sách sẽ kèm theo hai định dạng là PDF và podcast. Lúc này, NFT 2.0 xác định thiết bị bạn đang truy cập sách NFT, từ đó và hiển thị dạng thiết kế có liên quan. Nếu bạn đang sử dụng trình phát âm thanh, bạn sẽ thấy sách nói, còn nếu sử dụng trình đọc sách thì một tiệp PDF sẽ được hiển thị. 3. NFT đồng sở hữu. Với NFT 2.0, một nhóm người có thể chung quyền sở hữu hoặc tính số cổ phần sở hữu theo giá trị đóng góp. Khi đó mọi người có thể vote sử dụng hoặc thay đổi NFT như thế nào. Ví dụ, chúng ta có thể vote bức tranh NFT này nên được đổi sang màu đỏ thay vì màu trắng, nên giữ lại hay bán đi. Điều này rất phù hợp với tình huống nhiều người sở hữu cùng một sản phẩm trong thực tế. Nó ghi nhận rõ ràng những ai cùng sở hữu sản phẩm tài sản này. Khi đó, những người này có thể nhận được tiền bản quyền tùy vào sự đóng góp công sức riêng. 4. Kết xuất đồ họa có điều kiện. Với NFT 2.0, các họa sĩ có thể thiết lập sẵn các thay đổi của NFT. Sau đó, dựa vào các điều kiện được lập trình sẵn trong hợp đồng thông minh thì NFT sẽ thay đổi sao cho phù hợp. Các NFT của LaMelo Ball là một ví dụ điển hình về các NFT thay đổi liên tục dựa trên dữ liệu bên ngoài. Cụ thể, trong mùa giải NPA 2021, NFT Gold Evolved đã thông báo nếu LaMelo Ball giành giải tân binh của năm thì NFT này sẽ phát triển và thay đổi một giao diện mới thú vị hơn. Và nhờ vào Chainlink, một dự án của công nghệ Oracle, khi LaMelo giành được giải thưởng, dữ liệu này được tự động cập nhật vào hợp đồng thông minh và nhờ đó NFT này đã cập nhật một hình ảnh mới. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu các bạn cảm thấy video của chúng tôi thú vị, hãy bấm nút like và subscribe để chúng tôi có thêm động lực ra các video mới hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn trong video tiếp theo.